Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình trồng mía. Mía trồng khoảng 7-8 tháng thì mình có thể thu hoạch được. Khoảng thời gian đó thì cây mía nó có độ ngọt. Bây giờ mình sẽ chặt hai cây mía để mình lấy hơm mía, mình trồng cho các bạn xem. Khi thu hoạch mía thì mình chặt sát dưới phần gốc. Những cái chòi mía mới nó sẽ mọc lên. Mình trồng một lần thì mình có thể thu hoạch được nhiều lần. Trên thân mía thì có những cái mắt mía, từng mắt mía thì nó sẽ có một cái mầm. Ở những vị trí nào có mầm mà thì mình sẽ đều trồng được hết. Mà người ta thường dùng những cái phần ngọn để trồng, phần thân có độ ngọt hơn thì tùy vào cái giống mía mà người ta sử dụng cho những mục đích khác nhau. Có loại thì thân mềm, ăn rất ngon, có loại thì thân cứng để ép lấy nước. Khi mình lấy cái phần ngọn mía để trồng thì trên cái những cái phần lá, trên phần lá mía nó có những cái lông nhỏ. Mình phải cẩn thận để không là những cái lông đó nó sẽ bám vào tay mình rất là ngứa. Cái phần ngọn trên đây nó cũng có cái mầm nữa các bạn. Cái mầm mía nhưng mà nó non quá nên mình không có sử dụng được. Mình sẽ bỏ cái phần non này nha. Mình chặt đi. Các bạn, cái phần này mình bỏ đi không sử dụng. Mình sẽ lấy hơm mía thì một hơm mía khoảng có 3 mầm. Đây là một mầm, 2 mầm, 3 mầm. Rồi mình đây cái mầm mía nè các bạn. Đây cái phần này người ta gọi là cái hơm mía. Này 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm. Mình lấy một đoạn 3 mầm. À, bây giờ chúng ta di chuyển tới cái khu vực để trồng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm những cái rãnh để trồng nha các bạn. Đất của mình ở đây hơi thấp, trời mưa nó dễ bị ngập cho nên mình làm những cái hố đất cạn. Khi cây lớn dần thì mình sẽ đắp thêm đất vào gốc cây để cho cái gốc cây nó khỏe, nó khỏi bị ngã. Đây là mình đã tạo xong một cái hố đất. Mình cho một lớp phân. Rồi mình đặt cái hơm mía vào các bạn. Các bạn lưu ý là khi mà mình đặt cái hơm mía xuống á, thì những cái mầm mía này mình phải để nằm ngang. Đây cái mầm mía nó mọc ngang. Mình để nó nằm ngang xuống. Đây cái mầm đây. 3 mầm, 1, 2, 3 mầm. Mình phủ nhẹ một cái lớp đất lên. Tiếp tục với bên đây mình cũng làm tương tự như vậy. Đây là những cái hôm mía mà hôm bữa mình tỉa cái đám mía có mấy cây bị sâu nè các bạn. Mình đã chặt lấy những cái hôm mía để trồng.
Mình ươm ở đây mới có một tuần mà nó đã lên như thế này. Để mình cho các bạn xem cái bộ rễ của nó. Đây, 10 ngày rễ nó phát triển các bạn. Mình rửa nó. Đây, sau 10 ngày, cái hôm mía nó đã phát triển, bạn rễ nó nè các bạn.